Nhắc đến địa đạo Củ Chi, chúng ta thường hình dung đây là một công trình quân sự nổi tiếng của Việt Nam và là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đa số thì du khách đến đây để được khám phá địa đạo dưới đất và các địa điểm vui chơi ở trên mặt đất. Và chúng ta sẽ phải cười vỡ bụng với cô gái đáng yêu sau đây khi cô ấy đã can đảm chui xuống và không còn cách nào để chui lên. Theo đoạn clip, nhìn cô bạn này vô cùng mũm mĩm và dễ thương. Đến địa đạo Củ Chi để tham quan mà, cho nên là phải chơi hết lốc đi. Nhiều người bạn xung quanh đã khuyến khích cô gái này hãy khám phá nhiệt tình vào. Ở những giây phút lý trí còn sót lại, cô gái đã thốt lên: "Ê, xuống rồi sao? Lên!" Thế là đồng bọn xung quanh trấn an: "Được, được hết á." Rồi còn giúp đỡ nhiệt tình nữa. Đúng là bạn tốt thật chứ hả? Sau khi đã xuống được hết cỏ, thì lúc này cô gái mới chợt tỉnh táo ra và suy nghĩ: "Ủa, giờ bị dụ xong kẹt rồi sao lên?" Thế là các anh thanh niên đã lao tới anh hùng cứu mỹ nhân và hô to: "Hóp bụng vô, hóp cái bụng lại." Đúng là vui thôi, đừng vui quá. Và là con gái thì nhớ nên tỉnh táo, đừng nghe lời đường mật rồi trót dạ như cô bạn mũm mĩm này nha chị em. May mà cô bạn này chưa khóc và cũng không quạo, chứ không thì tình bạn của nhóm này chắc sẽ khó bền lâu đây. Sau một vụ hỏa hoạn hay là gặp nguy hiểm trong thang máy thì đã có rất nhiều đầu sách hoặc clip dạy kỹ năng sinh tồn trên mạng xã hội để giúp cho chúng ta cập nhật kiến thức và tự bảo vệ mình. Thế nhưng không phải tình huống nào cũng giống nhau. Hãy cùng xem hai cậu bé bị bố bỏ quên trong rừng đã phải chiến đấu như thế nào để giữ gìn mạng sống của mình nhé. Nguyễn Tuấn Huy, 11 tuổi và em trai Nguyễn Tuấn Hà, 8 tuổi đã kể lại câu chuyện vào chiều 4 hôm trước. Cậu và em trai được bố Nguyễn Xuân Thắng, 38 tuổi, đưa vào rừng Khe Ná, cách nhà khoảng 3 km mà không thông báo và liên lạc với bất kỳ ai. Vài tiếng sau, khi đói và thấm mệt, bố để cả hai ở lại rừng và đi mua sữa. Lúc quay lại thì trời tối nên mất dấu. Chờ mãi không thấy bố vào đón, Huy và Hà thay nhau gọi tên bố và tên mẹ, nhưng đều không có hồi âm. Vài chục phút sau, khi màn đêm bao phủ cả núi rừng, biết không thể liên lạc được với ai nữa, Huy đã định thần và quay sang nói với em trai: "Mình bị lạc rồi." Thời điểm đó là khoảng 19 giờ. Trời về đêm càng đổ mưa lớn, bộ quần áo của hai anh em Huy mang trên người ướt sũng. Xung quanh bụi cây rậm rạp nên cả hai không dám đi vì sợ dẫm phải rắn rết. Huy cho hay lúc đó đã mệt lả, rất sợ nhưng mà không dám khóc, vì nếu khóc thì Hà sẽ khóc theo, lỡ bị thú rừng phát hiện tấn công thì nguy hiểm đến tính mạng. Thức suốt đêm canh cho em ngủ, Huy chỉ thở phào khi trời hửng sáng. Cậu gọi Hà dậy, hai anh em tiếp tục gọi tên bố mẹ, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng vọng của núi rừng. Nhìn xung quanh không có bất kỳ quả rừng nào có thể ăn tạm đỡ đói, Huy đã cố dẫn em đi tìm đường, nhưng đi mãi vẫn không thấy lối ra. Đến 9 giờ 30 ngày 5 tháng 2, trong lúc đang ngồi bệt dưới gốc cây gần khe suối tại rừng Khe Ná, Huy và Hà đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng ướt sũng, người kiệt sức và tâm lý hoảng loạn. Hai cậu bé được đưa ra khỏi bìa rừng, thay quần áo cho uống sữa lấy lại sức. Hà thông tin thời gian bị lạc trong rừng hơn 15 tiếng. Dù được anh Huy ôm chặt nhưng em vẫn rất sợ, ngủ luôn chập chờn. Đôi lúc nhớ bố mẹ định khóc to nhưng không dám vì sợ anh lo lắng.
Khi được cứu ra khỏi rừng, em mừng nhưng nói không thành tiếng nữa vì quá đói. Theo ông Nguyễn Đăng Nhàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Điền, đã nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Thơ, 36 tuổi là vợ anh Thắng, đã nhờ tìm ba bố con nghi bị mất tích. Chính quyền lúc này đã huy động 100 người đi tìm. Do khu vực khe ná khá sâu và hiểm trở, nên phải mất rất nhiều tiếng thì nhà chức trách mới tiếp cận được hai đứa trẻ bị lạc. Được biết, chồng chị Thơ đã bị thần kinh và do hoàn cảnh túng thiếu, hai người thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc trên.